Hello, xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cái cách tải cái phần mềm Zoom Meeting để chúng ta tham gia vào những khóa học của Học viện AudioLife. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tải cái phần mềm Zoom Meeting về điện thoại của mình. Đây tôi xài iPhone cho nên là tôi sẽ vào cái cửa hàng là App Store để tôi tải. Anh chị nào đang xài iPhone thì sẽ sử dụng cái cửa hàng này. Còn nếu anh chị nào sử dụng cái điện thoại là Samsung hoặc là một số dòng điện thoại của Android á, thì chúng ta vào cái cửa hàng CH Play để chúng ta tải ha. CH Play đây, cái chữ CH Play, chúng ta sẽ tìm cái cửa hàng CH Play chúng ta tải về, giống như là tải những ứng dụng bình thường thôi ha. Rồi, tôi sẽ vào cái App Store để tìm cái phần mềm Zoom Meeting. Chúng ta bấm vào tìm kiếm ha. Zoom. Đấy. Chỉ cần chúng ta gõ Zoom thì nó sẽ ra ngay cái từ Zoom Cloud Meeting. Đó. Đây. Chúng ta nhấp vào. À. Chúng ta thấy là cái biểu tượng của nó là cái hình nền màu xanh có cái camera màu trắng. Đó. Đây, có chữ Zoom Cloud Meeting. Đấy. Thì chúng ta sẽ tải cái phần mềm này về nha. Tải về. Rồi. Phần mềm này nó tương đối nhẹ cho nên là chúng ta sẽ tải rất là nhanh. Và sau khi tải về thì máy tính nó sẽ tự động, điện thoại chúng ta sẽ tự động cài đặt. Chúng ta phải không phải làm gì nhiều. Rồi, ở đây chúng ta có thể mở trực tiếp trên cái chỗ mình tải đây. Nó có cái chữ mở, mình có thể bấm vào để mở. Hoặc là chúng ta ra màn hình chính thì chúng ta sẽ thấy đây. Phần mềm Zoom Meeting đã được tải về. Zoom Meeting đã được tải về. Rồi. Rồi để mà tham gia một khóa học thì rất là đơn giản ha. Các anh chị chỉ việc khởi động phần mềm lên. Đấy. Giao diện nó sẽ là như thế này. Và để chúng ta bắt đầu tham gia một cuộc họp thì chúng ta chỉ việc là click vào tham gia cuộc họp. Tham gia cuộc họp. Rồi. Ở đây thì là cái ID cuộc họp ha. ID cuộc họp, cái phần này là bên ban tổ chức đã cung cấp cho các anh chị. Số của chúng ta thì trong cái thông báo gửi lên nhóm chúng ta đã có rồi. 969-969-6996 được chưa ạ? 969-969-6996. Rồi. Ở dưới này là tên ha, tên của các anh chị. Điều này, cái chỗ này rất là quan trọng nha. Chỗ này sẽ quyết định là các anh chị có được vào trong cái lớp học mình hay không. Bởi vì ở OVL quy định rất là rõ ràng, các anh chị phải để đúng tên thì mới được duyệt vào trong lớp học. Vì vậy ở chỗ này là cái chỗ mà các anh chị phải thay đổi cái tên của mình, tên hiển thị của mình. Đó. Phải đúng mới được vào học. Thì OVL quy định cái việc để tên như sau. Các anh chị đang là học viên. Cái video này sẽ hướng dẫn cho các anh chị học viên, bởi vì các anh chị leader cũng như là các anh chị ban tổ chức đã biết cách sử dụng phần mềm này rồi. Thì đây là video hướng dẫn cho các anh chị học viên, nên là ở đây các anh chị sẽ để tên của mình là OYL, viết tắt của chữ AudioLife ha. Các anh chị viết in hoa hoàn toàn nha, không được viết từ thường, ví dụ như là OYL viết vậy cũng được nha, phải viết hoàn toàn bằng chữ in hoa. Xong rồi các anh chị sẽ tìm cái dấu gạch ngang. Ở đây là cái dấu gạch ngang anh chị ha, không phải là dấu gạch dưới. Đây, dấu gạch này cũng không đúng ạ. Được chưa? Chúng ta sẽ gạch cái dấu là gạch ngang này. Rồi, mã phòng kinh doanh của anh chị. Ví dụ các anh chị hỏi cái người mà mời anh chị đến cái khóa học này á, là mã phòng kinh doanh của chúng ta là số bao nhiêu. Ví dụ như người đó nói là ok, mã phòng kinh doanh của mình là số 01, vậy thì chúng ta sẽ đánh vào đây là 01. Được chưa? Và tiếp tục một cái dấu gạch ngang, viết liền nha. Chúng ta không có dấu cách ra như vậy. Nếu mà chúng ta cách ra vậy cũng không đúng. Ví dụ như là ở đây dấu cách ra 01 cũng không đúng nha. Nó có một cái khoảng trắng chỗ này, các anh chị thấy không ạ? Nó còn một cái khoảng trắng chỗ này là không đúng nè. Đấy. Mình phải xóa khoảng trắng này đi, viết liền luôn nha. Rồi. Dấu gạch ngang, tiếp tục họ tên của chúng ta là Nguyễn Văn A. Được chưa? Rồi. Như vậy là đúng. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ bấm đầu tham gia vào cuộc họp. Rồi. Chỉ cần chúng ta để đúng tên như vậy thì khi cái người chủ trì thấy tên đúng của chúng ta thì cái người chủ trì sẽ duyệt cho chúng ta vào Zoom để mà học. Thì hàng ngày cô chú anh chị chỉ việc khởi động cái phần mềm Zoom này lên và để đúng tên cú pháp như vậy thì chúng ta sẽ được vào trong cái khóa học 30 ngày của Học viện AudioLife. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video và chúc các anh chị có được những cái kiến thức thật bổ ích từ khóa 30 ngày của Học viện AudioLife. Xin chào và hẹn gặp lại.